trình là nói chung các cái thuật toán mà để điều hướng robot di chuyển tự động nè, định vị robot trong quá trình di chuyển, rồi các cái thuật toán mà giúp robot nhận nhiệm. Trên đường các cái vật cản mà để mình điều khiển con robot. Robot sẽ có hai chế độ, một là chế độ điều khiển từ xa thông qua app, hai là mình có thể quay robot đi tới đi lui với mình vậy. Nên là chế độ hoàn toàn là điều khiển bằng tay. Chế độ thứ hai là chế độ tự động, điều khiển tự động thì mình sẽ xây dựng một cái bản đồ khu vực mà robot hoạt động. Thì khi mà di chuyển là robot sẽ liên tục cập nhật về cái tọa độ của nó trên cái bản đồ này. Nó là khả năng định vị tự động. Và nó mình có thể chọn nhiều địa điểm, nhiều cái điểm đến. Và robot nó sẽ bắt đầu nó theo cái lộ trình đó nó di chuyển. Nó cũng sẽ tối ưu hóa cái lộ trình di chuyển và né các vật cản trên đường luôn. Robot sẽ bơm cái dung dịch khử khuẩn xịt phun ra ở hai bên hông này. Là chỗ này là đúng rồi. Nó sẽ phun ra từ hai phía này. Vậy ở trên đây là sẽ là cái màn hình tương tác. Ví dụ mình có thể khi mà đến nơi thì robot sẽ thông báo lên và mình có thể chọn, click chọn trên đây một cái màn hình cảm ứng và có camera ở đây, hệ thống camera để mà mình phát hiện đối tượng trên đường, ví dụ như là biết đâu là người, đâu là vật thể, ví dụ giường bệnh, bàn ghế chẳng hạn, để mà mình có thể né. Camera này về sau là sẽ có cái tính năng là nhận diện định danh bệnh nhân, và ngoài ra là mình cũng sẽ phát hiện là người ta có đeo khẩu trang hay không nè, rồi phát hiện là người ta có đang tụ 5 tụ 7 không, để mà cảnh báo giãn cách xã hội.